tôi vô tình phát hiện ba chú mèo con, người ta không nuôi nữa, người ta vứt ở đây. Đây ba chú mèo con, con bé này chắc là bé nhỏ nhấn nè, út nè. Đây là hai chắc hai người anh của nó quá, anh chị gì của nó, một con nữa nằm trong kia rồi. Đây nó đang tìm hiểu vòng vòng xung quanh nè. Đây là trạm chờ xe buýt ở đường Trần Đại Nghĩa đó các bạn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây dĩa thức ăn người ta vẫn còn để đây nè, không đây ba chú mèo con. Chắc lẽ là mèo này người ta nuôi nhiều quá rồi không có chỗ nuôi, người ta thả nó luôn, người ta bỏ đại ngoài đường. Con bé này rất là tội các bạn, út này các bạn, nãy giờ nó đứng ở chỗ này là nó đứng cái góc chỗ tôi ngồi nè, nó đứng nó nhìn ra đường nó chờ, nó chờ người ta, nó chủ nhà các bạn. Đây, nó còn vô tư các bạn. Không biết cái số phận của tụi nó như thế nào, chứ tối nay chắc khó sống với mấy con chuột cống quá. Ở đây chuột ghê lắm. Con kia chắc đã tìm hiểu trong nhà trong kia rồi. Còn hai bé này là ở ngoài đây. Một là chó ở đây chắc là cũng không bị ảnh hưởng đâu. Chó ở đây mấy anh chị kia lụm hết rồi. Chó quang đây bị lụm hết rồi. Còn mèo thôi, ba con mèo con. Bây giờ không biết tụi nó sống sao đây. Tôi thì tôi ở trọ chứ tôi không có bắt nuôi về được các bạn. Cũng thấy thương lắm, cũng muốn nuôi lắm mà chắc anh không nuôi được. Tôi ở trọ rồi. Giờ cuộc đời của tụi nó như thế nào đây. Còn một con kia thì chắc nó vô trong cái túp liều ở trong đây rồi. Cái túp liều này là buổi sáng có một người phụ nữ người ta mai giá các bạn. Phía sau đó là một bãi đất trống các bạn, gắn gít rồi chuột cống ở đây bự lắm, bự giống như vừa gấp đôi con mèo đi luôn á. Ba con thì hy vọng nó sẽ gặp được một người nào đó người ta thương tình, người ta bắt nó về để nuôi các bạn. Cái tụi này cũng chắc cũng biết lạ biết quen rồi. Con này con út nè, út chắc chưa biết gì đâu, còn khờ lắm. Hai đứa kia thì coi thấy thanh lanh lợi không. Cuộc đời mà nó như vậy đó.